Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Jordan Pan về Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất về tiểu sử các cầu thủ. Tiểu sử cầu thủ Dương Hồng Sơn. Dương Hồng Sơn sinh ngày 20 tháng 11 năm 1982 tại Nghệ An, là một cựu cầu thủ chơi ở vị trí thủ môn. Anh từng khoác áo của Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ TNT Hà Nội, đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Anh quyết định treo găng vào đầu năm 2016. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008, Hồng Sơn đã thi đấu rất xuất sắc và là một trong những cầu thủ quan trọng giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt cúp vô địch. Anh cũng đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc giải tại giải đấu này. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Dương Hồng Sơn, ngày sinh 20 tháng 11 năm 1982, nơi sinh Nghệ An, Việt Nam, chiều cao 1m76, vị trí thủ môn. Thông tin về câu lạc bộ. Câu lạc bộ đội U19 Hà Nội TNT, huấn luyện viên thủ môn. Câu lạc bộ chuyên nghiệp. Năm 2001 đến năm 2008, thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với số trận 236 trận. Năm 2008 đến năm 2016, thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội TNT với số trận 95 trận. Về đội tuyển quốc gia, năm 2000 đến năm 2003 thi đấu cho U23 Việt Nam với 60 trận. Năm 2003 đến năm 2012 thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với 39 trận. Sự nghiệp câu lạc bộ. Hồng Sơn sinh ra trong một gia đình lao động ở Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Giống như nhiều cầu thủ khác, Hồng Sơn cũng đam mê bóng đá từ nhỏ, và đến năm 1995, anh đã cùng đội trẻ của Quỳnh Lưu thi đấu với đội trẻ của Sông Lam Nghệ An. Khi đó, do huấn luyện viên Nguyễn Văn Huy dẫn dắt, từ đó anh đã được huấn luyện viên Nguyễn Văn Huy chú ý đến. Sau khi trở thành người của Sông Lam Nghệ An, Dương Hồng Sơn chăm chỉ luyện tập và một năm sau đã cùng với U14 Sông Lam Nghệ An vô địch toàn quốc. Hai năm sau đó, Dương Hồng Sơn lại cùng những Phan Thanh Hoàn, Chu Ngọc Cảnh, Nguyễn Công Mạnh vô địch U16 toàn quốc. Với hai danh hiệu trên, Sơn đã được chọn vào U16 quốc gia. Rất may cho Sơn là khi đó, hầu như toàn đội đều là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, nên cả hai huấn luyện viên cũng là của Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hồng Thanh và Nguyễn Thành Vinh. Đã từng có thời gian huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho Sơn lên đá trung vệ và hậu vệ, bởi thế nhỏ bé của anh, nhưng cả hai vị trí này đều không thành công. Sau đó, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Thanh đã nói với anh, những thủ môn nhỏ bé nếu chăm chỉ luyện tập, tự tin và có năng khiếu vẫn trở thành những thủ môn tốt. Và từ đó, ông lại đưa Hồng Sơn về với vị trí thủ môn. Năm 2002, Hồng Sơn được ban lãnh đạo đem cho Hà Nội ACB mượn. Sau một mùa bóng thi đấu ở đây, anh đã giúp câu lạc bộ lên hạng, trở về với Sông Lam Nghệ An. Ngay trong một mùa giải đầu tiên được bắt chính, anh đã để lại một ấn tượng không tốt. Trong một pha thiếu kiềm chế, anh đã đánh cùi trỏ vào cầu thủ Ngọc Thanh của Thể Công. Kết cục, Hồng Sơn bị ban lãnh đạo phạt và đẩy xuống đội trẻ để thi đấu. Năm 2007, Sông Lam Nghệ An hết hạn hợp đồng với Dương Hồng Sơn và anh đã từ chối cho xi măng Hải Phòng để đến TNT Hà Nội. Khi đó vừa lên hạng nhất, mặc dù thi đấu chưa thực sự tốt trong một trận đầu, nhưng kết cục anh vẫn thi đấu tốt và giúp câu lạc bộ lên được V-League. Dương Hồng Sơn được huấn luyện viên Amphetito gọi cho Asian Cup 2007. Anh đã chơi rất tốt trong các trận tiếp UAE và Qatar, giúp cho đội tuyển Việt Nam vào tứ kết nhưng đã để thua trước Iraq. Đội bóng sau đó đã vô địch giải. Tại AFF Cup 2008, Dương Hồng Sơn đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh đã nhiều lần cứu thua cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong các trận tiếp Singapore ở trận lượt về và trận tiếp Thái Lan trong cả hai trận lượt. Về sự nghiệp huấn luyện viên, sau khi có được bằng huấn luyện viên thủ môn và chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, anh trở thành huấn luyện viên thủ môn cho đội U19 của các câu lạc bộ TNT Hà Nội. Về thành tích, đối với đội tuyển Việt Nam, vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Về giải cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải AFF Suzuki Cup 2008, quả bóng vàng Việt Nam 2008. Cuộc sống hiện tại của cựu danh thủ Dương Hồng Sơn sau 2 năm giải nghệ. Sau hơn 2 năm giã từ sự nghiệp quần đùi áo số,
cuộc sống của cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Việt Nam khá kín tiếng. Dương Hồng Sơn theo đuổi sự nghiệp làm huấn luyện viên thủ môn và công việc kinh doanh của gia đình. Sinh năm 1982 trong một gia đình lao động ở cầu Giát, Quỳnh Lưu, Dương Hồng Sơn bén duyên với lò Sông Lam Nghệ An chỉ sau một trận đấu của đội trẻ Quỳnh Lưu và đội trẻ Sông Lam Nghệ An năm 1995. Sau khi là thành viên của đội bóng xứ Nghệ, cậu bé ngày nào cùng với lứa cầu thủ Phan Thanh Hoàng, Chu Ngọc Cảnh, Nguyễn Công Mạnh liên tiếp vô địch U14 toàn quốc, U16 toàn quốc. Khi còn nằm trong đội hình U16 Việt Nam, đã từng có thời điểm huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh phải xếp Hồng Sơn lên đá trung vệ và hậu vệ bởi thể hình nhỏ bé của anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Thành vẫn tin vào khả năng thành công của một thủ môn có chiều cao và thể hình hạn chế như Hồng Sơn và lại đưa anh trở về vị trí thủ môn. Và chính ở vị trí thi đấu này đã từng bước đưa Dương Hồng Sơn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp quần đùi áo số. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Dương Hồng Sơn là một người đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Với nhiều pha cản phá xuất thần, giải đấu mà anh được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Màn trình diễn của thủ môn gốc Nghệ An tại giải đấu khu vực là hoàn toàn thuyết phục. Anh được bầu chọn là quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 và lọt vào top 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á. Đầu năm 2016, mặc dù bản hợp đồng giữa Hồng Sơn và câu lạc bộ Hà Nội TNT vẫn còn một năm nữa mới đáo hạn, tuy nhiên sau một thời gian cân nhắc, Thủ Thành sinh năm 1982 quyết định giải nghệ để đảm đương cương vị huấn luyện viên thủ môn tại đội tuyển U19 Hà Nội TNT. Trước đó, Hồng Sơn miền núi cũng vừa hoàn thành khóa học huấn luyện viên chứng chỉ B của AFC. Khép lại một chặng đường thành công trên cương vị cầu thủ, sau khi giải nghệ là thời điểm thích hợp nhất để Hồng Sơn không ngừng tu nghiệp, nâng cao bằng cấp huấn luyện. Về cuộc sống gia đình, mỗi khi được nhận tiền thưởng lót tay, Hồng Sơn đều đưa cho vợ và dùng một phần số tiền đó để kinh doanh. Sơn miền núi hùn với một người bạn để mở hệ thống siêu thị tại quê nhà Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngoài kinh doanh, Hồng Sơn có niềm say mê với xế hộp. Cựu danh thủ từng chia sẻ việc mua xế hộp là để thỏa mãn niềm mê mê từ nhỏ của mình, nhưng để tồn tại, sống khỏe được thì phải kinh doanh. Hồng Sơn đã chuẩn bị kỹ càng cho những năm tháng sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số của mình bằng việc cùng hùn vốn kinh doanh để từ đó bảo đảm cuộc sống ổn định về lâu dài. Nhờ mối quan hệ với Bầu Hiển, anh đã được vợ vào làm việc ở ngân hàng SHB, mang nặng ân tình với ông Bầu TNT và muốn có một cuộc sống lâu dài ở Hà Nội, nên Hồng Sơn đã quyết định mua đất xây nhà tại vùng Hoài Đức, Hà Nội. Hiện cầu thủ thủ môn đội tuyển quốc gia sống cùng gia đình trong căn nhà rộng gần 200m² vùng ngoại ô. Đây vẫn là nơi gặp gỡ thường xuyên của đông đảo bạn bè của anh trong những lúc rảnh rỗi. Dương Hồng Sơn là tấm gương lòng kiên trì và sự nỗ lực không ngừng. Bên cạnh đó, anh là một đàn ông lý tưởng của gia đình, không ham mê đỏ đen, hễ có tiền là đưa hết cho vợ hoặc tìm cách hùn vốn kinh doanh để có thu nhập, hỗ trợ bà xã chăm no con cái.